xuống rồi. Xuống chỗ đen để chờ Phật đen à? Mấy thằng bé dắt bà đây. Đi thôi. Đây lùi xuống đây. Thôi bám vào đây này, đi bám vào cái cỗ đây này. Không là ngã đây là vỡ mồm đấy. Úi dồi, chính là lên còn không ngoài bằng xuống nhá. Xuống rồi, đau chân hơn. Nó dồn lực. Không. Ngắm thì đẹp thôi, chụp thì không đẹp.